tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình. Quay trở lại với phần 2 của phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin núi lửa Kilauea ở Hawaii tiếp tục phun trào, nâng mức cảnh báo. Thông báo về hoạt động núi lửa của cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS cho biết núi lửa Kilauea ở Hawaii bắt đầu phun trào vào hôm thứ Năm sau khi phát hiện một vệt sáng trên đỉnh tạo ra sương khói bị giới hạn trong công viên quốc gia núi lửa Hawaii. Thông báo cho biết mức cảnh báo núi lửa đã được nâng lên thành đỏ sau khi đánh giá về vụ phun trào và các nguy cơ liên quan. USGS cho biết khí núi lửa bao gồm sulfur dioxide và các loại khí khác có thể tạo ra một đám khói núi lửa có thể nhìn thấy được gọi là Vog, đã được quan sát thấy hướng gió thổi của Kilauea. Vó có khả năng tạo ra các mối nguy hiểm về sức khỏe trong không khí cho người dân và du khách, gây khó thở và cũng làm hỏng mùa màng nông nghiệp. Được biết đến là ngọn núi lân cận, trẻ hơn và năng động hơn của Mauna Loa, phun trào lần đầu tiên vào tháng 11 kể từ năm 1984. Núi lửa Kilauea phun trào từ năm 2021. Tuy nhiên, USGS cho biết vụ phun trào của núi lửa Mauna Loa không gây ra tác động nào và vẫn diễn ra trong im lặng. Bali của Indonesia chờ đón du khách Trung Quốc trở lại. Với việc Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Covid chỉ còn vài ngày nữa là mở cửa trở lại với thế giới bắt đầu từ Chủ nhật 8 tháng 1, các doanh nghiệp ở Bali cho biết là họ đang chuẩn bị chào đón khách du lịch Trung Quốc trở lại sau 3 năm vắng bóng. Aikoman Gogo là quản lý nhà hàng 41 tuổi cho biết, đương nhiên chúng tôi lo ngại vì nó là một loại virus khá nguy hiểm, nhưng anh nghĩ chính phủ sẽ làm điều tốt nhất chẳng hạn như là sàng lọc để giữ cho người dân Indonesia an toàn trước virus. Trong khi Úc, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia yêu cầu xét nghiệm âm tính với COVID-19 từ người Trung Quốc trong nước, thì các quốc gia Đông Nam Á từ Campuchia đến Indonesia và Singapore đều từ chối các yêu cầu như vậy. Ida Bagersa Agung Pata, Chủ tịch Hội đồng Du lịch của Bali cho biết là hòn đảo này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ khi các công nhân tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai trong tháng này. Trung Quốc là một trong những nguồn khách du lịch lớn nhất của Indonesia, đặc biệt là các điểm đến phụ thuộc vào du lịch như Bali. Dữ liệu của cơ quan thống kê cho thấy là gần 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến thăm Indonesia từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2019, hoặc khoảng 13% tổng số khách du lịch trong khoảng thời gian đó. Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẵn sàng nối lại đàm phán về dầu khí với Philippines. Trung Quốc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về dầu khí và quản lý các vấn đề hàng hải một cách thân thiện với Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm thứ Tư ngày 4 tháng 1, theo truyền hình nhà nước Trung Quốc. Phát biểu của ông Tập được đưa ra với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khi ông Marcos đang có chuyến thăm 3 ngày tới Bắc Kinh. Những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi dầu mỏ, khí đốt và cá với khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại hàng hải qua lại hàng năm, từng là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và một số nước Đông Nam Á, bao gồm cả Philippines. Philippines trước đó bày tỏ quan ngại về tin tức khoét hoạt động xây dựng của Trung Quốc và tình trạng tràn ngập tàu cá của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi Philippines là một đồng minh quốc phòng của Hoa Kỳ, dưới thời nhà lãnh đạo tiền nhiệm Rodrigo Duterte, nước này đã gác lại vấn đề chiến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông để đổi lấy đầu tư của Trung Quốc. Đến với phần tin tức từ Việt Nam, Việt Nam đã chi ra 1.9 tỷ Mỹ Kim để phòng chống COVID-19 trong năm 2022. Việt Nam đã chi gần 45,1 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tức là 1,9 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước cho các công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19 trong năm 2022. Báo Nhân dân dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết hôm 5 tháng 1, khoản chi ngân sách này thấp hơn đáng kể so với năm trước đó, tức là hơn 51.2 nghìn tỷ đồng, tương đương với gần 2.2 tỷ đô la, vẫn như theo số liệu được Bộ Y tế Việt Nam công bố tại kỳ họp bất thường của Quốc hội. Theo như Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, trong năm qua thì Việt Nam đã khai triển một số biện pháp hạn chế để phòng chống dịch, kể cả những biện pháp trước đây chưa được áp dụng hoặc chưa được quy định trong luật các trường hợp cấp bách.
Báo cáo của chính phủ gửi Quốc hội cho biết là Việt Nam sẽ xem xét hạ bậc dịch COVID-19 ở mức bệnh truyền nhiễm loại A, đặc biệt nguy hiểm, xuống loại B là nguy hiểm. Ngoài ra thì chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ tiếp tục được thực hiện, tập trung đầu tư, hiện đại hóa, phát triển năng lực hệ thống y tế, đổi mới việc đào tạo nhân sự, nhân lực y tế, chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế, thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghệ dược, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, y học cổ truyền trong nước để chủ động trong phòng chống dịch, giải quyết các vấn đề hậu dịch COVID-19 và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những sai phạm, tham nhũng trong công tác phòng chống dịch. Trong một diễn tiến khác, thì trưởng đại diện của WHO Việt Nam bà Angela Pratt hôm 6 tháng 1 đã đánh giá biến chủng mới XBB có nguy cơ sẽ lây nhiễm cao tại Việt Nam trong những tuần lễ tới, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Loại biến thể này mới này còn đáng lo ngại vì có khả năng lây lan cao hơn so với các biến chủng khác. Tính đến ngày 5 tháng 1, thì Việt Nam đã báo cáo hơn 11.5 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có gần 43.200 ca tử vong. Trong Bộ Y tế, theo như Bộ Y tế thì hơn 10.6 triệu trường hợp đã hồi phục và hơn 265.5 triệu liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng tại Việt Nam. Sản lượng của nhà máy lọc dầu lớn nhất Việt Nam bị giảm từ 20 đến 25% do ngừng hoạt động. Sản lượng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn lớn nhất Việt Nam giảm từ 20 đến 25% trong 10 ngày đầu năm 2023. Lý do được cho là vì một phân xưởng quan trọng do vấn đề kỹ thuật phải ngưng hoạt động để sửa chữa. Truyền thông nhà nước ngày 6 tháng 1 dẫn nguồn từ Bộ Công Thương về tin vừa nêu và cảnh báo do vụ này. Từ nay đến Tết âm lịch sẽ có thể thiếu hụt chừng 120.000 mét khối xăng dầu. Bộ Công Thương Việt Nam và lãnh đạo vụ dầu khí và than trong nước đã có cuộc họp bàn biện pháp giải quyết. Thời gian sửa chữa được dự kiến đến ngày 15 tháng 1 tới đây. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư 9 tỷ đô la và là nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất của Việt Nam, đặt tại tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy có công suất 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. PVN hiện nắm 25,1% cổ phần của nhà máy. Các tập đoàn của Nhật Bản gồm ID Mitsu Kosanko và Kuwait Petroleum hiện nắm giữ 35,1%, công ty Mitsui Chemical Inc. nắm 4,8%. Colombia đã đổi tên sân vận động thành Pelé Colombia, trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên đổi tên một sân vận động theo như vua bóng đá Pelé, như mong muốn từ chủ tịch FIFA. Sân vận động thành phố Villa Ciencio sẽ được gọi là Belo Horizonte de Rey Pelé Juan Guillermo Huelga, thống đốc của tỉnh Meta, miền Nam Colombia, đã thông báo trên Twitter cuối ngày 4 tháng 1. Các thế hệ tương lai cần phải biết đến biểu tượng của bóng đá thế giới. Sân vận động thành phố Villa Ciencio khánh thành năm 1958 với sức chứa là 15.000 khán giả. Trước đó thì sân vận động này có tên là Belo Horizonte, nghĩa là đường chân trời đẹp trong tiếng Tây Ban Nha. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Landros thuộc giải hạng 2 của Colombia. Với động thái này thì Colombia đã trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên đổi tên của một sân vận động theo như vua bóng đá Pelé. Pelé qua đời hôm 29 tháng 12 ở tuổi 82 do bệnh ung thư ruột kết. Ông nhập viện từ cuối tháng 11 khi cơ thể không còn đáp ứng các biện pháp điều trị. Pelé được an táng hôm 3 tháng 1 tại thành phố Santos, Brazil, nơi ông gắn bó thời gian dài trong sự nghiệp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới là FIFA, Gianni Infantino ngày 2 tháng 1 cho biết ông sẽ đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới đặt tên cho một sân vận động tại nước họ theo như Pelé. Pelé bất diệt, ông ấy là biểu tượng bóng đá toàn cầu. Ông Infantino nói, Thủ tướng José Luis Correa Silva của Cape Verde ngày 4 tháng 1 cho biết quốc đảo Tây Phi này sẽ đổi tên sân vận động quốc gia ở thủ đô Praia thành sân vận động Pelé. Sân có sức chứa là 15.000 khán giả, trong khi đó thì thành phố Maceió, đông bắc Brazil đã có một sân vận động tên là Pelé từ năm 1979, nhưng thường được biết đến với tên gọi là Chabichao, từ Rey hay Rey có nghĩa là vua. Phần bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay do sứ ngôn viên Trang Lương và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình.
Vâng, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Amtrak, USLI, Progressive, SEPCO, Farmers, Travelers và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemith, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình giảm giá rất đặc biệt cho xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người lao động và bảo hiểm nhân thọ. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn những chương trình rất đặc biệt và có thêm chương trình quỹ về hưu annuity 401k rollover có bonus lên tới 35%. Quý vị nào đang có 401k rollover, muốn rollover hoặc đang muốn để tiền để dành cho quỹ về hưu của mình với những tiền phân lời rất cao cộng thêm với 35% bonus thì xin hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị bỏ tiền vô 10.000 sẽ được 13.500 và quý vị bỏ 100.000 sẽ là 135.000. Linh Trịnh và Trang Lương xin kính chúc quý vị một ngày mới thật vô lượng, an lạc, nhiều niềm vui trong cuộc sống.